Cấp Bật Lửa Cô Độc mến chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì như thường lệ thôi, vào 5:30 chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần em sẽ ra một bài về những chiếc Zippo và những cái hiện vật độc lạ xưa. Thì đến với kênh của em, anh nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ cho em được đăng ký nha. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like cũng như được chia sẻ để anh em ta cùng nhau đồng hành chia sẻ về những niềm đam mê sưu tầm và sử dụng những chiếc Zippo và những cái hiện vật độc lạ xưa nha. Thì phần giao lưu thì anh em khách mới, một là anh em chuyển khoản đủ em sẽ bao phí vận chuyển, hai là anh em đã cộng một phần, khi anh em nhận hàng thì thanh toán phần còn lại và kiểm tra và cộng thêm phí ship nha. Còn tất cả các hàng của em giao lưu với anh em thì anh em đều được kiểm tra thoải mái và minh bạch nha. Thì bài hôm nay là bài thứ 32C, anh em muốn giao lưu thì hãy cho biết mã số mấy trong bài ngày hôm nay nha. Thì phần dưới màn hình đó là số điện thoại cũng là Zalo của em luôn nha. Còn phần góc trên nhỏ nhỏ này để số 32C đó là số bài, anh em nhớ nha, hãy cho em biết số bài. Rồi xin em chọn cây này cây số 1 thì anh em ghi 32C trên 1 nha. Rồi buổi chiều tối thì cũng chúc anh em sau khi làm việc về nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Em xin phép vô bài luôn nha mấy anh em. Đầu tiên là một chiếc Zippo, hình thức là new box nha. Đây, chủ đề về chú ngựa mã đáo thành công. Cái này được lắc kệ bạc, em đem zin hãng nha, lắc kệ bạc. Mặt trước này là bà khảm men nha, men nhiệt nha, khảm men. Lắc kệ bạc, hình thức là mới, new. Cái này được sản xuất vào tháng 1 năm 2014. Hình thức là new. Đây bên trong vỏ gỗ trùng cả năm lẫn tháng luôn nha mấy anh em. Đáng để anh em sưu tầm. Đây. Rồi, cái này mã số 1 giao lưu với anh em là 1.888.000. 1.888.000, lấy số đẹp cho anh em may mắn. Mã đó thành công. Mã số 1. Mã số 2 cũng là cây new full box. Cây nào đâu có hộp đi theo hộp nha mấy anh. Cây này bản limited, số nó là 155. Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Pizza này. Đi năm mình. Mình đi sao? Làm theo bản của châu Âu quá. Nhưng mà cây này cây xuất Nhật, mã Midnight nha. Tức cái máy gì đâu, nó lấy nét phía sau, không hiểu nổi. Đây. Cái này thì được sản xuất vào năm 95. Tháng 1 năm 95, 11 là mã. Buồn đốt có sức nhẹ thôi. Do quá trình chủ cũ họ bảo quản á. Bên trong thì đẹp nha. Mặt bên đây này, bên đây có khắc chuyện vàng này. Em mở cái nắp ra có thấy hình một người đang nằm thưởng thức chiếc bánh pizza. Rồi vỏ ruột là 1 năm, được sự cho phép nhà sản xuất nha. Nếu tính tháng thì tính ra con tháng thôi. Đây là tháng 12 năm 94. Vỏ thì tháng 1 năm 95 là 1 tháng thôi. Cái này giao lưu với anh em là 950 nha. Mã số 2. Quay kỹ quá chắc hơi chậm. Mã số 3 là một cây này máy ít đây. Cây này tình thức là new nha, còn giấy tờ. Sản xuất năm 67, em có ghi lên đây. New còn giấy tờ nha, new full box. Khắc ăn mòn đổ sơn, đồng mã rơm phay xước nha. New, được sản xuất năm 1967. 7 gạch đứng. Tiếng mặt sau nó có hai điểm nổ chrome này. Còn ngoài ra là đẹp. Đây có vài chấm này. Cái máy ơi là cái máy. Quay kiểu này thì mất thời gian của anh em. Giờ mất thời gian của em nữa. Rồi, new nha, chưa qua sử dụng. Lưỡi gà lá lúa tim bắt bột chuẩn đời nha.
mới thì không có gì bằng cãi. Cái này giao lưu với anh em là 2,4 triệu mã số 3. Mã số 4 là cây new nữa. Đây, bản chuyện đua nha. Đồng mã rơm HB. Dòng cờ rơm bóng này thì anh em biết là rất là đẹp. Những vết này rất dơ đó. Khắc đường mòn nha. Chủ đề Jibbo. Tem Winston, bản chuyện đua nha. Còn tem đỏ. Chỗ này chắc có mì điểm tơ nhẹ này, không đáng kể đâu. Một hai dấu phẩy thôi. Mà trên này thì nói gì nó dơ là anh em lau nó sẽ sạch. Và cái này dòng nội địa nha, sản xuất năm 98, điều tem đỏ. Em không xé tem nha mấy anh em. Cái này mã số 4. Giao lưu với mấy anh em là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. Mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cái này anh em sưu tầm cũng được nè. Một bản mã Niken khắc ăn mòn axit. Bản này cũng khá hiếm. Mặt này cũng khắc nè. Giống chủ đề Momoro. Mặt sau. Hình thức cái này là không cắn mớp nha. Sản xuất năm 02. 2002. Cái này thì em cho là lướt lửa đi. Cho anh em dễ hình dung. Tại vì ở phía trong này nó có xước này. Cái nắp có xước nhẹ. Do quá trình ta bật á, cái ruột cũng có xước. Ở cây này ruột trùng cả tháng nó năm luôn nha mấy anh em. Ruột có xước này. Em bao cái bọc lại. Ruột có xước này. Rồi cây này giao lưu với anh em 480 thôi. Giá ok hợp lý nha, quá mềm rồi. Ủa, sorry anh em. Lộn. 520, 480 là mã khác. Nhìn qua lộn vào mã 11. Rồi, 520 nha. Vỏ cực kỳ dày luôn. Trùng 5 tháng. Năm 20, mã số 4. Ủa, mã số 5 chứ. Mã số 6, một em cổ mổ đây. Của Nhật, được sản xuất vào thập niên 50. Form nhỏ, gọn, form vuông. Rất là độc nha. Hình thức là chưa qua sử dụng. Còn mẫu thì anh em cầm hai tay thì bấm gì cũng được. Bánh xe cực kỳ bén nha. Tại qua cam thì em thao tác hơi khó như trước rồi. Rồi cái này giao lưu với anh em 450 thôi. Mã số 6. 450. Mã số 7. Mã số 7 là thiệt thiệt chứ. Cứ lấy nét phía sau không. Chán cái điện thoại này gì đâu. Cứ vậy không mà sao chịu nổi. Quay rất là lâu luôn. Đây. Nó có lấy nét phía sau không? Tức gì đâu mà tức. Chắc điện thoại tới tuổi. Nào nét không à. Anh em thông cảm cho em xíu nha. Rồi trời cục kìa. Đây là một cây bọc da nha. Hình thức còn đẹp. Qua sử dụng thôi. Bọc da thì bọc da zin hãng nha. Dưới đây có đóng chữ ship không? Hình thức đã qua sử dụng nha. Da này da xịn. Bọc da thì không thấy được cộng 5 đâu mấy nè. Bọc da rất là dày phía dưới. Chỉ dựa vào gột là cây này được sản xuất vào năm 2000. Gột còn khá đẹp. Cây này sẽ ít thôi. Bánh xe hàng bén nha, cái này giao lưu với anh em là 650, 650 nha, mã số 7, 650, để nghe kiểu gì, mã số 8 là một cái bộ đệ bàn, vào đây bạn. Đây là cây bật lửa nha. Ở dưới đây có cái khay dưới đây nè. Khay em trưng bày trên đây thì anh em không lấy lên được nha. Đây một cái khay gạt tàn này. Trong đây nó có cái đế này. Khi anh em trưng bày thì anh em để gì? Đó, anh em để gì? Đế cái này anh em lấy lên được nha.
bằng kim loại thép không gỉ. Đây. Rất là to nha. Bề ngang hơn 2 tấc á, để bà cái gạt tàn á, bề ngang hơn 2 tấc á. Rồi, bằng kim loại thép không gỉ nha, dưới đây có khắc đàng hoàng. Này. Bóng nó chói. Cơ chế cái này là ga đá, hình thức là new full box nha. Này. Bơm ga không cần phải dùng đầu bơm, anh em mua chai ga hàng giờ anh em bơm được rồi. Em đã căn chỉnh đầu đàng hoàng rồi, ok cho anh em rồi. Đó. Hoạt động tốt nha. Rồi. Cái này giao lưu với anh em, bộ này là nguyên bộ này là giao lưu với anh em 1.290.000. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Đây, mã số 9 đây. Mã số 9 là một cái để bàn luôn. Hình chiếc giày trực băng. Hình thức là chưa qua sử dụng. Quá trình lâu năm thì nó có bị phôi phai thôi. Giống như nó úa. Cái màu này màu sơn nè. Đế với bằng gỗ. Hình thức là mới nha. Cơ chế là xăng đá. Bánh xe còn rất bén nha. Xăng đá. Đây. Cái đầu này thì anh em có thể lấy ra, anh em bỏ túi anh em sử dụng vẫn được nha. Khi anh em xách đi, anh em cầm gì anh em bỏ túi anh em quạt, xài vẫn bình thường như một cây bỏ túi. Còn về nhà thì anh em đặt vô vậy để thành một cây để bàn. Rồi cái này mã số 9 giao lưu với anh em là 650. 650. Tiếp theo là mã số 10. Cũng lại là một em để bàn đây. Được mã vàng nha. Một con già, con gì, con đồng và con đồng. Mã vàng. Cái đầu này cũng vậy thôi, được làm bằng đồng mã vàng. Đầu này anh em cũng bỏ túi đem theo sử dụng được nha, bình thường. Cơ chế là xăng đá luôn, mới hoàn toàn. Chưa qua sử dụng. Rồi cái này hôm nay em giao lưu với anh em sale mấy cái bàn này em sale rồi. Là chỉ có mã số 10 700k. 700 nha. 700. Rồi mã số 10 700 nha. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 cũng là một em để bàn đây. Một em để bàn. Đế này bằng gỗ nha. Cơ chế là ga IC. Ga IC nha. Ở trên này được một da màu đen này. Em rút ra cho anh em xem. Này cái bao ở ngoài thôi. Cầm rất là nặng nha, rất là chắc tay. Bình được làm bằng đồng, nguyên khối luôn. Bơm ga anh em cũng không cần phải dùng đầu bơm. Đó, ga IC như thế này. Bơm ga đây, tăng chỉnh ga đây. Rồi cái này giao lưu với anh em chỉ có 408 thôi, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Cái này đẹp đẹp nè, đọc là mới tinh luôn. Incon nè, siêu đích Incon nè. Ga IC. Ủa, ga đá chứ lộn, sorry nè. Mới hoàn toàn, chế táo, rất là đẹp. Bình là cái hộp đó, cái đế này là làm bằng nhựa PK nha, nhựa cứng á. Này cái đầu đây. Anh em cũng không phải dùng đồ bơm, ga đá. Cái quạt nó hơi khó chịu chút xíu. Em đã căn chỉnh đây rồi nha, anh em xài ok thôi. Cái này giao lưu với anh em hôm nay mã số 12 chỉ có 550 thôi. 550 mã số 12. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây nhôm của Mỹ nha. Hình thức là mới chưa qua sử dụng. Ở trên được sơn màu đen, ở dưới được màu vàng, hình thức là new full box. Nhưng cây này được sản xuất vào thập niên 50 nha. Quá trình lâu năm thì nó có bị hơi phai nhẹ thôi. Dâm kim đồ cái này là không thể tránh khỏi nha. Nhưng mà mạ vàng. Còn nhôm, cây này hiếm lắm. Hiếm hơn, hiếm còn hơn giúp bô nữa. Tuy nó không đóng mộc nhưng mà nó là hàng của Mỹ nha. Thường thường dòng này là sản xuất xuất xứ của Mỹ thôi. Đây. Mới kem xà beng luôn. Chữ U du lề 5 chống mộc.
u vuông nè, bên trong bóng lưỡng. Cái thân này cũng được làm bằng nhôm luôn nha mấy anh em. Tim thì tim dây dày, chuẩn đời. Thường thường những dòng này tim dây dày, xưa lâu năm quá nó đen nè. Buồn đốt này thì nó có thể làm đồng mà bằng thép nha, chứ không phải bằng nhôm, để tránh nhiệt độ cao. Này, đây có màu vàng vàng nè. Buồn đốt này anh em dở lên được. Khi anh em quẹt nè, quẹt gì anh em dở lên. Thích thì dở, để gì cho nó vừa. Rồi cái này giao lưu với anh em mã số 13, 600k, 13. Mới còn miếng giấy. Mã 14, mã 14 là một cây Ronson, có bọc da zin nha. Đồ có cái túi da của nó, zin. Đây, các Ronson của Mỹ. Đây, được bọc da zin mạ vàng. Còn đẹp không cắn mớp. Do quá trình lâu năm thì mà lớp mạ vàng nó có phôi phai thôi. Đây các chữ Ronson đây này. Đây là bản tái bản năm 1943, Ronson Standard US Model 1943. Anh em rút cái này ra, anh em vô xăng và vô đá đây. Ruột cũng được mạ vàng luôn nha, vô đá đây, vô xăng nên kéo này ra anh em vô xăng. Cái này như hồi nhớ bữa em có trong xăng. Rất là cầm xăng nha mấy nè. Lửa 10/10, yên tâm. Rồi hôm nay em giao lưu cái này với anh em là chỉ có 608 thôi. Mã số 14, 680. Chuẩn bị đi công việc. Mã số 15, một cây cối bằng đồng. Cây này được sản xuất từ thập niên 40 và thế chiến thứ 2. Được làm bằng đồng. Do quá trình sử dụng thì cũng có cắn nhẹ nhẹ thôi. Cây này của Mỹ, tuy nó không khác gì hết trơn á, nhưng mà nó là hàng của Mỹ nha. Cối xưa. Cây này em có sách để có thông tin của nó, nhưng mà sách thì đục ra được vô thì cực lắm. Nó bánh xe còn bén nha. Rồi về thì anh em cái bông này nè, cái tim này thì em để nguyên cho anh em nha, để nguyên bông của nó luôn ngày xưa luôn. Về anh em muốn thích thì thay cái bông này bỏ, anh em dùng bông còn y tế xài vẫn được nha, hoạt động tốt. Đúng ra rồi cái này hôm nay em giao lưu với anh em chỉ có 400k thôi. Dòng này lâu lắm rồi em mới về được. Cái này mà anh em nào có tẩy rơm được, tẩy ra đẹp lắm. Nó đã lòi đồng rồi nè, đánh lên nó sáng bóng. Mã số 15, 400. Rồi mã số 16 đây. Mã số 16 cũng là một em Zippo new. New nha. Chủ đề về tàu chiến. Cái này tàu của Anh hay gì? Hình thức là new, sơn hấp nhiệt. Tàu của Anh hay tàu của Mỹ nè. Tên quy hiệu của tàu là Jackson nè, Hewlett. Tàu ngầm hạt nhân nha, tàu này là tàu của Mỹ. Số hiệu của nó ở trên nắp luôn, được sơn màu đen, hình thức là new. Cái này khá hiếm. Hiếm tại sao? Những cái dòng mà cờ rơm tàu chiến mà cờ rơm bóng ăn mòn đổ sơn rất là nhiều, nhưng cái dòng này thì rất là ít. Cái này không thấy một năm được, chỉ dựa vào gột thôi. Mới hoàn toàn 100% luôn, cốt đồng. Chốt xanh dần luôn nè, mấy anh em thấy nè. Ruột 92, 8 la mã, gõ nha. Mà anh em được cái ruột 8 la mã gõ gì là hiếm lắm. Tại vì cái ruột giai đoạn 8893 là nó semi mờ, như hoàn hảo à, anh em yên tâm. Ruột nó không chạy gì đâu, chạy cái bọc á. Em bao cái bọc ngoài, anh em thấy chạy là chạy của cái bọc á. À, cái này có chạy nhẹ, chạy nhẹ do quá trình rút ra vô một hai lần đó, rất là dễ chạy. Nó một cây mới hoàn toàn 100%. Rồi cái này hôm nay em giao lưu với anh em là mã số mấy vậy ta? Mã số 16, 1.590.000 nha. 1.590.000. Anh em không tin thì cứ đi kiếm những cây mà tàu chiến á, khắc ăn mòn cờ rơm bóng, khắc mòn đổ sơn nhiều, nhưng mà cây vũ sơn này ít lắm. Rồi 1.590.000. Mã số 16. Tiếp theo là mã số 17, cũng là một cây new. Khắc này qua văn này được sủi tai, khảm sợ cừ.
lắc cây bạc nha, hình thức là mới. Ngập sâu. Lắc cây bạc thì nó rất là dày, nó không khác gì một cây bạc khối thôi. Cây được sản xuất từ năm 2019. Điêu nha. Đây, vỏ gột trùng 2019. Rồi, điêu thì không gì miêu tả thêm nha mấy anh. Hình là hình này hình thoi. Để trưởng cho sự cân bằng. Và dần rất đẹp. Cây này giao lưu với anh em mã số 17 là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu mã số 17. Tiếp theo mã số 18 là một cái dòng khá hiếm. Hiếm, nói chung là hiếm luôn chứ không phải là khá hiếm. Thì em nói những cây nào hiếm thì anh em cứ đi săn. Đi săn hả, quay lại, anh em không phải gấp. Cái này là tình trạng new nha, còn tem. Anh em cứ đi săn thì không cần phải gấp. Khi nào không có quay lại em. Đây, một cây chủ đề về Los Angeles, nước Mỹ nha, là LA nè. LA là ký hiệu của Los Angeles. Cây này được sản xuất vào năm 2000. Tháng 1 năm 2000 còn một đơn lắc cây bạc nha. Bỏ vô cái bọc nó dính bụi, cái nó hơi xước xước kỳ quá. Nó xước nhẹ thôi, nó lâu cái nó sạch. Nhưng mà em không lau. Xước tơ giống như anh xước mịn á. Mà anh em cũng không thấy được đâu, tại vì cái vân xước sẵn của nó như vậy rồi. Cây này là cực hiếm luôn á, anh em cứ đi săn đi. Đẹp nha. Lắc cây bạc. Hiếm là hiếm chỗ nào? Thứ nhất chủ đề này. Nói chung là nó hiếm thôi, anh em cứ đi săn rồi quay lại. Đây. Ở bên trong nó đen thui, bạc lâu năm nó lên nước á. Hiếm chủ đề, hiếm về tùm lum hết, nhưng mà hiếm nhất là cái ruột này. Cái ruột đã lên 7 màu rồi. Khuyết điểm của nó là nó bị bong bong chỗ này nè. Để hỏi em giải thích sao. Này, nó bong bong này nè. Cái ruột này là được. Em nghi là một là lắc kê bạc, hai là bạch kim nha. Cái ruột mạ vàng rất là nhiều, nhưng cái ruột mạ bạc lắc kê bạc này rất là ít. Tại vì sao? Chắc độ bạc nó dày lắm, chỗ này nó bong bong lên nè. Chứ là mỏng thì nó không ấy đâu. Đó, anh em nhìn. Siêu hiếm luôn á. Mà cái ruột này là năm, cái ruột này 99. Tháng 11 năm 99, nếu mà tính tháng thì có 2 tháng thôi. Những cây như thế này đáng để anh em sưu tầm á. Anh em đem ra khè với một số anh em chơi zippo với anh em được á nha. Chứ không có chơi đâu. Đi nhau chơi nhau á, đi quen nhau á. Ê, qua nhà mình chơi này bạn. Mình có cây này hay lắm nè bạn, bạn có không? Chắc luôn á, em nói bảo đảm chắc luôn á. Tại vì em bán rất là nhiều lần rồi, nhiều năm rồi, nhưng mà cây ruột mạ vàng á thì nhiều. Nhưng mà ruột lắc cây bạc mạ bạc này là ít lắm. Hôm nay em chỉ giao lưu 1,4 triệu thôi. Cái này em sẽ từ từ em sẽ tăng giá thôi, chứ em không giảm đâu. Anh em không có chờ được cái đó để em giảm đâu. 1,4 triệu nha, mã số 18. Mã số 19 cũng là một cây new, full box có giấy nha. Cây này 67. Cây này 76 chứ sorry nè. Cắt ăn mòn đổ sơn. Nhiều khi á, những cái dòng 7X này nó không hiếm bằng cái cây mà số 14 đó đâu. Ở số 18 chứ, số 18 đâu, cây này là số 19 này. Nó không hiếm bằng cây đó đâu. Khác ăn mòn đổ sơn nha, hình thức là new. Nói chung là đẹp, 99% đó. Không gì bằng cãi. 76. Chốt sinh giờ luôn nè mấy anh. Rồi khỏi gút gột nha. Tìm bắt bột, gột 76, gột 2 mặt chữ, hoặc 1 mặt chữ thôi. Nó nằm giai đoạn đó. Thường thường thì 76 là gục 2 mặt chữ rồi, 75 đã gục 2 mặt chữ rồi. Rồi cái này giao lưu với anh em là 2,7 triệu nha. Mã số 19. Mã số 20 là một cây đồng xu, em lên đồng xu tổng thống xin hãng nha, mã midnight. Thôi, nó giờ gì nó nổ gì kệ nó đi đó. Nhưng mà không cắn bóp nha. Dòng này thấy ghét quá, lao lao cái nó cũng sạch nè ta. Lau nó sạch, lau xăng nó sạch, nó cứ bám bụi gì đó. Có dâm nhẹ đầu kim trên đây.
cái này bán rẻ đó, 500.000, sản xuất năm 2003. Cái này mới thì anh em cũng biết giá trị của nó rồi, rất là mắc. Cái vỏ này vỏ mới này, những ruột thì bị lướt ghét lâu, vỏ ruột trùng 5 tháng luôn nha, ruột bị xước nhẹ nhẹ này. Bực mình rồi, mã số 20 cũng khá hay, 500 nha, mã số 20. Mã số 21 là một em cầu mõn đây. Cái này là này mới nha, chưa qua sử dụng, được sản xuất vào thập niên 50, hàng của Nhật xưa. Những cây xưa thì không tránh khỏi những dòng nổ chrome vậy đâu, tại vì cái dòng quẹt quái đó, nó mạng chrome mỏng lắm. Bên này là khắc ăn mòn đổ sơn, phơm mỏng, hình thức là chưa qua sử dụng nha, hàng của Nhật, thương hiệu Frin nè, của Nhật. Cơ chế là xăng đá nha, hôm bữa hình như em có trong xăng thì phải, trong xăng mọi thuốc thì sao, tim nó hơi đen đen nè, anh chàng rất bén nha. Rồi 450, mã số 21. Mã số 22 là một cây bô, hình thức qua sử dụng nhưng còn đẹp, khắc ăn mòn đổ sơn chủ đề Hawaii. Cái dấu cái hiệu này là cái hiệu gì em cũng không hiểu luôn, chưa tìm hiểu về cái hiệu này là tuyệt vời à. Qua sử dụng thì không thể thiếu, tránh được những trường hợp chảy xước nha. Nói chung là cắn mớp thì không có, chảy xước thì có. Cái này được sản xuất năm 98, hai mấy năm rồi mấy anh, 26 năm rồi. Âm thì 6 điểm. Rồi vỏ gột trùng 98 10 4 là mã. Rồi cái này giao lưu với anh em là mã số 22 là 620.000 nha. 620. 620. Mã số 22, mã số cuối cùng của bài hôm nay. Rồi em xin phép kết thúc clip tại đây nha mấy anh em. Cảm ơn em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra để xem hết bài like của em, đến với kênh của em. Anh nào chưa đăng ký kênh nhớ cho em được đăng ký nha. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like cũng như được chia sẻ. Và hình thức Zalo thì anh em khách mới thì một là anh em chuyển khoản đủ em sẽ bao phí vận chuyển, hai là anh em đặt cọc một phần thanh toán phần còn lại và cộng thêm phí vận chuyển nha. Rồi mến chào anh em nha, bye bye, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ tới, chào.